Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Huyết Dương Phổ. Chứ vì chúng ta sắp sửa đối mặt với nguy cơ lớn nhất của Âu Dương gia. Cái tên dã trùng đó thế mà lại ở cạnh trưởng môn Thiết Cốt phái Quân Thường Tiếu, người này có thù tất báo. Mấy ngày trước còn nhận được tin, hắn ta thế mà được Tiên Dụ học phủ mời làm đạo sư. Dựa vào tính cách của Quân Thường Tiếu, nhất định sẽ vì tên dã trùng đó mà tới kiếm chuyện. Hắn mặc dù thô lỗ, nhưng mà thực sự là thực lực phi phàm, cho nên chỉ có thể trông cậy vào các vị khách khanh, nhất định là phải cho hắn một bài học. Âu Dương gia chủ khách sáo rồi, chúng ta nhất định là sẽ không tha cho quân tiểu tặc đâu. Dù sao thì vẫn phải trông cậy vào đồ ăn ngon của Âu Dương gia, nâng cao thực lực. Chư vị đều là võ vương cao đẳng, chỗ ta còn chuẩn bị cho các vị thức ăn có thể nâng cao công lực tạm thời. Xong chuyện, Âu Dương gia sẽ quần hậu tạ. Dựa vào sự lớn mạnh của Âu Dương gia, Quân Thường Tiếu chắc chắn là sẽ không đơn độc tới cửa. Bây giờ chỉ lo hắn dùng thân phận đạo sư cấu kết với các đệ tử. Nếu như hắn ở học phủ thêm mấy năm, dẫn theo được mấy vị hào môn, thì cũng có chút rắc rối. Âu Dương gia vẫn còn thở đúng không? Lão tử Quân Thường Tiếu đặc biệt tới chơi, không biết sống chết, lão phu đi gặp hắn trước. Lão gia có nên kêu khách khanh ra tay nhẹ một chút hay không? Dù sao quân trưởng môn cũng là vì muốn đòi lại công bằng cho Đô Đô. Hơn nữa, Tuấn thiếu gia cũng sắp về rồi, nếu như nhìn thấy cảnh tượng này, im miệng. Nếu như không phải là hắn cưới loại đàn bà như vậy, thì tiểu dã trùng ở đâu ra tới làm dơ cửa của nhà Âu Dương gia ta? Không cần nhiều lời, đem hết những thức ăn nâng cao chiến lực tới đây cho ta. Tiểu tử, thức thời thì bây giờ quỳ xuống xin lỗi Âu Dương gia chủ, sau đó cút đi. Lão phu vốn là võ vương cao đẳng, sau khi ăn xong con mực này đã tiến tới võ hoàng rồi. Vì để cho Thiên Dụ Vương Thành chút mặt mũi thì chỉ có thể dùng kiếm gỗ thôi. Cũng không biết là miếng gỗ tiện tay lượm được này có đủ chắc hay không. Ngông cuồng. Nhất kiếm phá vạn pháp. Vẫn là gỗ tự nhiên tốt, đối phương ra đi rất bình yên. Tới hai nắm. Vạn kiếm quy tông. Kiếm pháp của tên tiểu tử này đã đạt đến đại thành. Kiếm kiếm công địch tất cứu, kiếm thế lạnh lẽo, phòng cũng không phòng được. Chúng ta nhiều người như vậy, ta không tin hắn có thể đồng thời khống chế 10 thanh kiếm mãi. 10 thanh, đồng thời sử dụng nhất kiếm phá vạn pháp, thật sự là không dễ dàng. Nhưng các người có nghĩ tới hay không, vì sao chiêu này lão tử gọi là vạn kiếm quy tông? Đây nè, những thứ này nè. Được. Thời gian ba nén hương. Tất cả những người từng ước hiếp Đô Đô của Âu Dương gia đều đứng ra cho lão tử. Nếu như có điều gì giấu giếm, Âu Dương gia cũng không cần thiết phải tồn tại nữa.